thôi buồn một mình trên phố đông nơi anh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui, anh hứa là anh mãi bên tôi, sao anh lại lừa dối. Em có đang hạnh phúc không? Mọi người đừng nghe lời vợ tôi nói nha. Thật ra người cần dành lời cảm ơn chính là tôi, không phải. Em bận cái gì mà bận dữ vậy? Bận làm vợ. Cảm ơn em, Tammy, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc trong 3 năm qua. Như này có hạnh phúc không anh? Đừng có còn coi cái bà là bánh ngu của mày không? Tụi mình phải cùng nhau làm điều gì đó giúp Tammy. Ngay lập tức, ta sẽ theo vụ của mày tới cùng. Anh thường xuyên có những hành vi bạo hành đối với cô Hải My đúng không anh? Cách của mày không bao giờ có thể đối phó được những đứa chơi dơ như nó đâu. Muốn chơi nó thì phải dơ hơn. Ủa Tammy, sao mày out rớt? Mày làm gì? Mày làm đúng một phận luật sư của mày đi. Tao kêu mày làm cái gì thì mày làm vậy đi. Mày với bọn Quỳnh Lâm ngu như nhau. Linh Đăng, em càng nói càng sai đó. Tại sao tao lại hay người sẽ biết? Từ khi em gặp lại đám bạn của em, em luôn nghĩ anh là người thay đổi. Mà làm ơn bớt chơi lại mấy đứa bạn con đi, nó phá cho tan cửa nát nhà mình. Nhưng mà chính em không còn là trang minh của anh ngày xưa nữa. Anh yêu em á. Em không thể nào thương anh hơn xíu nữa cả mình. Cô nghĩ có lẽ tôi không hiểu sao rồi anh Minh. Mọi người chung vui cùng vợ chồng chúng tôi nhé. Sự thật, đứa nào nói láo.